chào Tân Bằng, xin chào Tân Quốc. Chúng ta đến với phần số 2 của khóa học, đó là phần sóng cơ. Ở phần này thì mình sẽ cố gắng, mình sẽ đưa ra thật rất nhiều bài tập. Và trong những cái bài đó thì mình sẽ có những cái lý thuyết để lồng vô để cho nó đỡ khô. Chứ mà bài tập không hay là lý thuyết không thì nó khô khan lắm, đúng không ạ? Đấy, thì cái phần bài giảng này á là bài giảng mẫu, cho nên là mình sẽ không đi vào chi tiết từng cái một, nhưng từng mục một. Nhưng mà ở bài giảng ở cái khóa học tiếp theo, khóa học theo đúng nghĩa là khóa học, thì chúng ta sẽ có lý thuyết và bài tập, nó sẽ đi song hành với nhau để tạo nên một khóa học nó chất lượng hơn. Còn ở cái khóa học này thì chúng ta đơn giản là chúng ta chỉ cần luyện cái tư duy của chúng ta để làm sao cho chúng ta tư duy một cái bài nó thật là nhanh nhất và cách làm nó hiệu quả nhất, được chưa? Thì nãy giờ mình đọc bài xong rồi, đọc mình nói loanh quanh xong rồi thì các bạn xuống đọc đề xong rồi, đọc đề xong rồi thì các bạn bây giờ các bạn sẽ cùng mình giải cái bài này ha. Giải cái bài này như sau. Thì bài này nó cho một sóng cơ tần số là 10 hẹp, tốc độ truyền sóng là 40, hai điểm MN trên phương truyền sóng dao động cùng pha, ở giữa chúng chỉ có hai điểm ngược pha với M. Người ta hỏi khoảng cách của MN là nhiêu, được chưa? Rồi, thì đầu tiên thì mình sẽ có một cái vài điều như thế này. Thì bây giờ mình nhìn vào, bạn nhìn vào cái hình và nhìn thấy cái điểm A đó, được chưa? Cái điểm A này là nó đang đi xuống hay đi lên ạ? Điểm A này á, theo phương truyền sóng là cái phương bên từ trái qua phải theo hướng của mình nha. Thì cái điểm A này á, nó ở trên cùng, nó trên cùng thì nó chỉ đi xuống thôi, được chưa? Các bạn biết là phân tử vật chất môi trường, trong môi trường đó, trong môi trường truyền sóng thì nó chỉ lên và xuống thôi, được chưa? Đấy, thì để dễ hình dung cái điều này thì các bạn cứ tưởng tượng là sóng tới, bây giờ bạn đi tắm biển thì sóng tới, bạn đi lên, còn nước qua bạn thì bạn đi xuống, thì là như vậy, sóng đi qua bạn. Thì cái phương truyền sóng là cái phương nằm ngang theo từ trái qua phải theo hướng của mình nha, hướng của mình. Thì đây tiếp tục là truyền sóng, nó truyền từ A đến C, được chưa? Truyền A đến C thì như vậy, các bạn thấy là từ A đến C thì bạn nhìn vô đây thì bạn thấy là từ A xuống C, nhưng mà thực sự thì nó không phải vậy, nó đi từ A nó xuống C như này, nhưng mà cái phần tử vật chất của nó, thì giờ nó sẽ đi lên, thì các bạn thấy chỗ này nó sẽ đi lên và cái chỗ B kia nó cũng đi lên, tương tự như vậy chỗ C thì nó luôn đi lên từ C đến E này, được chưa? Thì bạn thấy nó đi lên nhưng mà thực chất nó đi xuống chỗ E này cũng đi xuống, được chưa? Thì cái chỗ A với chỗ E này á, bạn thấy là chỗ A với chỗ E này nó cùng nhau đi xuống và nó cách nhau 1 lambda, được chưa? Thì các bạn thấy đó là cùng pha. Đấy, như vậy thì mình có trường hợp thứ nhất nếu mà nó cùng pha ha, cùng pha, nếu mà hai này cùng pha nhau, cùng pha thì L nó sẽ bằng gì? K lambda, được chưa? Thì cho A là cùng pha với E, rồi cùng pha với F, ấy Y chứ, A, E với Y, rồi ba hàng nó cùng pha nhau, được chưa? Đấy, thì gần nhất thì lấy K bằng một thì gần nhau nhất thì nó sẽ là 1 lambda, được chưa? Còn tiếp theo á, đó là sẽ là ngược pha thì bạn thấy A này với C này này, một thằng đi xuống một thằng đi lên này, được chưa? Một thằng đi xuống một thằng đi lên thì nó sẽ ngược pha nhau và nó cùng nằm biên thì nó sẽ ngược pha nhau. Thì các bạn sẽ thấy là L lúc này á, được chưa? L lúc này á thì nó sẽ bằng gì? Lambda chia một nửa lambda thôi, tức là lambda chia 2, đấy mà gần nhau nhất, được không? Nhưng mà để đảm bảo tất cả mọi cái thì thằng A này ngược pha với thằng C này, thằng tiếp theo của nó ngược pha nó phải là thằng G, được chưa? Thằng G nó sẽ ngược pha với thằng A. Như vậy thì mình sẽ có cái biểu thức là một số lẻ lần, tức là 2k cộng 1 lambda chia 2. Thế thôi. Còn tương tự như vậy thì mình có vuông pha thì L bằng 2k cộng 1, nhưng mà lambda chia mấy? Chia 4 lần. Thì chỗ A với chỗ A với chỗ B thì người ta nói là vuông pha nhau. Thì hai thằng gần nhất thì cách nhau lambda chia 4, lấy cao bằng 0, được chưa? Rồi, như vậy thì chúng ta làm sơ qua một chút lý thuyết
được chưa? Và khoảng cách thứ hai đỉnh sóng liên tiếp là một lambda này, được chưa? Và hai thằng đỉnh sóng liên tiếp thì nó ứng với một chu kỳ rồi ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng làm, được không? Các bạn nhớ ghi chép lại nhé, cái gì quan trọng các bạn thấy cảm thấy ghi được các bạn ghi, chứ mình không bắt các bạn ghi hết, được chưa? Như vậy thì sóng cơ này có tần số là 40, à tần số là 10 và tốc độ là 40. Như vậy thì mình sẽ tính được lambda. À, lambda thì bằng V chia cho F. V ở đây là 40, 40 chia cho F là 10, vậy là 4 cm. Được chưa? Hai điểm MN trên phương trình sóng dao động cùng pha nhau. Cùng pha nhau. Thì mình bây giờ mình lấy cái hình này luôn ha. Thì mình sẽ thấy là mình vẽ một cái điểm M đi, mình vẽ một cái điểm M đi. Mình nói hơi dài dòng nhưng mà muốn các bạn, mục đích là muốn các bạn hiểu. Đây, chỗ này đây là M đi ha. Mình không để là A nữa. Rồi, thì giữa chúng là có hai điểm dao động ngược pha với M, ngược pha với M, ngược pha với M, ngược pha với M. À, thì bạn thấy chỗ M đây, nếu mà M đây, chưa? Nếu M đây thì cái C thì ngược pha với M là 1 này, đúng không? E này nó cũng không ngược pha với M đâu, E này cùng pha với M là. Còn cái G này nó ngược pha với M, như vậy thì giữa này là hai điểm C và G là nó ngược pha với M. Thì sau C và G nó sẽ đến điểm N. Được chưa? Như vậy thì cái đề bài nó thỏa mãn chưa? À, hai điểm M là cùng pha nhau. Ok, thấy cùng pha nhau rồi. Hai cái đỉnh. Được chưa? Rồi. Rồi, tiếp theo là giữa chúng có hai điểm ngược pha thì mình có C và G ngược pha, được chưa? Như vậy bạn thấy, như vậy lúc này bạn thấy là MN thực chất của mình nó bằng bao nhiêu ạ? Nó bằng 2 lambda, đúng không? MN của mình lúc này nó sẽ bằng NM đi ha. Bằng 2 lambda. Đấy. Từ đây từ từ A đến E là 1 lambda, từ E đến N là 1 lambda nữa nên sẽ thành 2 lambda. Thì 2 lambda 2 nhân 4 là bằng 8 thôi. 8 cm. Đấy, đó là cách chúng ta làm cái bài này. Được chưa? Mà để hiểu rõ hơn thì chúng ta sẽ làm một bài tiếp theo. Tiếp theo. Cũng tương tự thôi, không có gì nó phức tạp cả. Thì các bạn chú ý, các bạn cố gắng, các bạn dừng clip lại và các bạn làm thử. Các bạn sẽ thấy cái điều rất là thú vị. Rồi, sóng cơ này tốc độ sóng 175 và tần số là 50 Hz. Như vậy mình cũng tính được lambda. Lambda bằng V, V là 175. Chia cho F là 50. Được chưa? Thì rút gọn 5 với 5 đi thì mình sẽ có tức được là 7/2, tức là 3,5 cm. Được chưa? Thì các bạn cố gắng lưu ý những cái chỗ này. Rồi, hai điểm MN là hai điểm ngược pha nhau thì mình cũng giả sử cái điểm M của mình nó nằm ở đâu đó đi ha. M của mình nó là cái chỗ A đi ha. M ở đây. Được chưa? M ở đây. Thì giữa chúng là có hai điểm ngược pha M. Hai điểm ngược pha thì mình kiếm hai điểm ngược pha với M. Thì mình thấy ở đúng không? Ngược pha với M mình có là C ngược pha với M này, đúng không? Rồi G ngược pha với M này. Được chưa? Đấy. Nhưng mà khổ quá. Nhưng mà MN nó ngược pha nhau nên là N nó không thể là chỗ Y gì được, mà nó phải là cái chỗ dưới này. N. Được chưa? Thì cái đề bài mình yêu cầu này, hai điểm MN ngược pha nhau, thấy M với N ngược pha nhau rồi, đúng không? MN ngược pha nhau rồi nhá. Rồi giữa chúng là có hai điểm ngược pha với M. Hai điểm ngược pha với M thì mình sẽ thấy là cái điểm C và cái điểm G đấy là nó sẽ ngược pha với M. Như vậy khoảng cách tất cả của nó sẽ là 2 lambda mà cộng cho 0,5 lambda nữa, tức là 2,5 lambda. Tức là từ cái chỗ A này đến cái chỗ N là 2,5 lambda nha. Hai chỗ từ A đến N 2,5 lambda. Thì đổi màu liên tục bởi vì các bạn nếu ai nó nhìn thấy 2,5 lambda. Thì 2,5 nhân cho 3,5. Thì các bạn bấm máy tính thì các bạn sẽ thấy là 5/2 nhân 7/2 thì nó sẽ là 35/4. Thì các bạn tự đổi ra cái số thập phân rồi cm. Đấy, thì đó là cái cách làm. Được chưa? Thì mình có kiểm tra là 35 mà chia cho 4 đó là 8,70 15. Cái đẹp số của chúng ta là 8,70 15 cm. Được chưa? Thì các mình cũng sau cái bài này thì mình cũng cố gắng tất cả mọi cái mình sẽ lồng cái lý thuyết vô để cho các bạn dễ làm, dễ học hơn nha. Rồi tiếp tục là cái bài tiếp theo thì sẽ dành cho cái ở số bài số 2 nha. Nên chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn.